Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Dạ, chào chú Minh Hoàng, mảnh ghép yêu thương. Chào cô bác anh chị em cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Một ngày mới được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Rồi, cảm ơn chị. Chị Cúc đúng không? Dạ. Chị Cúc nè, cách đây hình như có khoảng 10 ngày, có nửa tháng hả, chị có lên chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Chị có lên hình rồi ha. Dạ. Lúc đó chị Cúc là nói mình ấn tượng anh Sơn ở Tây Ninh đúng không chị? Dạ. Nhưng mà chị xem ở cái YouTube nào đó, chị thấy anh Sơn có cưới vợ rồi đúng không? Xem bên mà kênh kết nối yêu thương của chú Phúc Nghĩa hả? Dạ. Thấy anh đám cưới. Ừ, rồi bây giờ chị... Hôm nay chị gọi Mảnh Ghép Yêu Thương tụi em là chị có cái gợi ý là chị muốn đính chính lại cái lời nói của mình đúng không chị? Dạ đúng rồi chú. Rồi bây giờ chị có thể trình bày cái quan điểm của mình chị muốn đính chính gửi đến bà con cộng đồng mạng nha. Rồi mời chị. Là ý mình muốn sao thôi chú? Dạ thì chị đính chính lại cái lời nói của mình là như vậy đó, để mình mở rộng ra, đặng mình tìm một cái mảnh ghép cho cuộc đời mình. Thì từ lâu rồi cuộc đời chị cũng cũng quá khổ vì làm lo cho con từ nhỏ lớn, nay thì chị cũng cưới gả xong hết rồi, giờ chị quãng đời còn lại thì chị cũng muốn tìm một người để một người bạn đời để chăm lo cho chăm sóc tuổi già chú. Yeah. Chứ giờ chị thấy giờ con có nơi có chỗ hết, mình chị thấy đêm hôm cũng trống vắng, nhiều khi đau bệnh cũng lo. Yeah. Sống một mình cũng không ai chăm sóc, nên chị muốn kiếm một người bạn đời thật yêu mà có đạo đức rồi hiền lương, biết yêu thương gia đình vậy đó, là điều chị mong muốn. Yeah. Chị cứ nói đi, chị cứ nói hết những cái gì chị cần nói. Thì chị cũng mong vậy đó, chị cũng mong cũng rồi chị nửa đời còn lại thì gì chị cũng mong kiếm được một người mà thật lòng yêu thương chị và sống có đạo đức, là điều chị mong muốn như vậy chứ không có muốn gì hơn nữa hết. Rồi bây giờ ý của chị hôm nay là muốn nhờ mảnh ghép tụi em tìm giúp cho chị đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chị Cúc nè, chị muốn tìm cái anh đó độ tuổi khoảng bao nhiêu mới thích hợp với chị? Khoảng tuổi như chị trở lên tới cỡ 65 trở lại chú. Rồi bây giờ chị có thể giới thiệu lại tuổi của chị là bao nhiêu cho mọi người mới xem họ biết không? Chị tên Nguyễn Thị Cúc, nay sinh năm 67, ở Tân Châu, Tây Ninh. Chị sinh năm 67, 67 là nay 57 tuổi. 56 tuổi. Sáu. Ừ. Vậy là chị kiếm cái độ tuổi từ 56 đến 60. Dạ. Rồi. Cái anh đó chị có cần anh đó cao bao nhiêu không? Cũng cao cao dễ coi vậy chú. Tại vì chị nhỏ con, chị cũng nào giờ chị cũng thích người cao cao cũng gọn dễ coi chứ đừng lùn quá. Chị cao nhiêu? Chị cũng phải, chị thì năm ngoài rồi. Kiếm người chị... phải cao coi dễ coi. Chị cao 1m5 mấy hả? Chắc 5 mấy. Dạ. Yeah. Giờ kiếm người cao hơn chị cỡ 1m6 được không?
từ máy sáu đổ lên đi chú. Máy sáu đổ lên ha. Dạ, yeah, dễ coi rồi. Nghề nghiệp làm sao chị? Nghề nghiệp thì nói chung là chị cũng không mong gì giàu có gì nhiều, mà chỉ bình thường thôi, có nhà có phương tiện để mình nương tựa tuổi già thôi. Chị có nền nhà trên kia nhưng mà chị không có nhà, tại phương tiện chị không có, bán buôn thì dưới rầy, còn trên kia thì trên gãy không có cất nhà được. Kiếm một người vừa vừa thôi, không cần giàu, có nhà, có phương tiện, có nhà, cái có cái villa với lại chiếc xe hơi phương tiện được không? Nhiều rồi hả? Không. Nhiều quá rồi, chị cũng không mơ nữa. Nói dạ đùa với chị thôi, thì kiếm cái anh đó có cái nhà với lại có một ít vốn để hai người cùng phát triển làm ăn đúng không chị? Chăm sóc tuổi già chứ giờ chú nghĩ coi, giờ mình lớn tuổi rồi, giờ nếu mà mần mà nó mua nhà mua đất thì đâu có phương tiện nào mua nổi đâu. Đúng rồi. Chứ điều mơ ước của chị với không? Chị với chị bán ở chợ mà chị thấy nhiều khi hai ông bà người ta chở nhau, người ta đi mua đồ đặt, mình cảm thấy mình cái tuổi tuổi thân bại số mình không may gì đó. Giờ chị cũng mong cầu may quãng đời còn lại cho chị được cuộc sống mà như người ta vậy. Rồi chị có thể nhắc lại cho mọi người biết về cái hôn nhân của chị không? Hôn nhân của chị thì chị ly hôn nay mười mấy năm rồi, năm 2011 tới nay. Rồi cái bây giờ cái ước nguyện của chị là kiếm được một cái anh nào đó như cái tiêu chí chị đưa ra nãy giờ, bạn có thể xây dựng cái hạnh phúc cuối đời ha. Dạ. Vì chị cũng có đất mà, chị có đất sau này hai người làm có tiền cũng có thể cất nhà trên cái khu đất vườn đó, mình ở yên ổn mà. Ở trong đó tại vì trong sâu quá rồi, tuổi lớn tuổi ở trong đó cũng không tiện chú ơi, khi đau bệnh đêm hôm được cũng xa chợ, xa bệnh viện lắm. Trong đó chắc trong quê trong ruộng hả chị? Ở trong ruộng á, trong gãy xa nên không có tiện cất nhà. Nãy chị nói là chị mua bán hả chị, hiện đang mua bán công việc gì? Hiện đang mua bán, ngày nay cũng mua bán, chị mới vừa chuẩn bị xong rồi điện chú đó, chụp dựng luôn. Chị mua bán nghề công việc gì chị? Chị cũng bán trái cây với bán bánh ở chợ ngoài cưng. Dạ. Rồi, hôm nay em sẽ, tự vì chị lên đính chính lại, và hôm nay em cũng báo cho chị một tin mừng, là anh Sơn cũng mới vừa đính chính. Mà anh Sơn là cái người chị ấn tượng, và anh Sơn cũng có một cái nhà mặt lộ, có mặt bằng để chị phát triển mua bán, hai người cùng mua bán. Và hồi nãy em cũng có nói với anh Sơn là chị Cúc ở Tây Ninh cũng cùng quê với anh, cũng có ấn tượng về anh, thì anh nói để anh vào anh xem cái video của chị và anh sẽ đưa ra quyết định. Thì em cũng thật sự báo tin vui cho chị, cái hy vọng của chị nó sẽ, em cũng hy vọng là nó sẽ thành công, để anh chị cùng nhau nắm tay xây dựng hạnh phúc ở cái quãng đời còn lại. Mà chị thấy kỳ quá chú ơi, tại vì chị thấy anh mới đám cưới đây mà. Thì đó, em cũng bất ngờ. Nói anh mới đám cưới, nghe phong phanh là anh mới vừa đám cưới xong, mà bây giờ anh nói là chia tay, mà đám cưới trong vội vàng mà chia tay cũng trong ngỡ ngàng đó. Sao vội vàng quá, hấp tấp quá rồi bây giờ cũng ngỡ ngàng quá. Em cũng ngỡ ngàng. Rồi bây giờ chị tính như thế nào? Anh Sơn cũng có một cái sự suy nghĩ lại, thì chị như thế nào, hay là chị để Mảnh Ghép Yêu Thương chọn giúp giùm chị? Thì để từ từ coi chú, chứ giờ chị thấy sao sao kỳ kỳ ngại ngại lắm. Không, ý em hỏi ý chị bây giờ
Chị muốn để những anh khác đến với chị hay là chị vẫn giữ quyết định là đợi anh Sơn? Cái vụ này chị cũng không biết tính sao anh Sơn, tại vì ảnh như vậy rồi chị cũng không biết thì hoàn cảnh anh sao nữa. Thôi Nè, để từ từ đi. để sau để cái clip của anh Sơn sẽ đăng trước cái video của chị, rồi chị sẽ nghe những lời nói của anh Sơn rồi chị ra quyết định cũng không muộn ha. Dạ. Chị thấy sao, được không? Thì vậy đi, tôi đi chút. Vậy đi ha. Khi Dạ. khi cái video của anh Sơn đăng lên trước video chị, rồi chị vào chị xem những cái lời đính chính của anh Sơn, chị xem coi nó có cái gì, có cái sự chân thật gì trong đó không, rồi chị hãy quyết định ha. Còn nếu không thì Dạ. mình mở rộng cho các anh khác đến với cuộc đời chị mà. Vì sao chứ, để cái này mà phải làm lần nữa cực Đúng rồi, bây giờ tại vì lúc trước mình em cũng hỏi chị là có mở rộng hay không thì chị nói ấn tượng anh Sơn, quyết định chọn anh Sơn, thì hôm nay mới có cái lời đính chính của chị nè đó. Thì bây giờ chị gửi cái lời nói đính chính của mình đến cộng đồng mạng đi, để bà con người ta biết, ta cũng đã theo dõi mình đó chị. Dạ. Thì cái chị Anh Sơn thì từ từ sau đi chú, rồi giờ thì chị cứ đính chính lại đây rồi Rồi bây giờ chị đi. gửi cái lời xin lỗi đến bà con cộng đồng mạng, vì lúc đó chị đã có một cái ấn tượng vội vàng gì đó. Tại vì biết sao, lúc trước là chị cũng hỏi thăm chú và chú nói là chưa có ai đến hết trơn, thành ra chị mới 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 định đến với ảnh vậy thôi, chứ đâu có biết ảnh đi qua bên kinh bên kia. Đúng rồi, chính tụi em cũng đâu có biết đâu, tụi em bên ai nấy làm chứ tụi em đâu có quan tâm, đâu có biết. Sao Đâu mà tới nghe đám cưới mà chú còn. ở bữa nghe chị gọi chị báo em mới biết đó, chứ không thôi em cũng đâu có biết đâu. Tại cái bà chị chứ bả cũng theo dõi trên truyền hình luôn, mà nó ủa cái ông Sơn đó không có vợ rồi mà cô Tư ấy, cái chị mới bắt chị coi lại đó, chị nói ủa sao kỳ vậy. Hôm đó chị hỏi với chú Hoàng Minh, chú nói chưa, mà chị nghĩ là ông đi qua bên chương trình bên kia, tại vì cái chị Thắm đó bên chương trình của chú Nghĩa Phúc á, thành ra ông qua bên đó nên chú không biết cái gì. Làm sao em biết được, em làm bên đây nhiều khi công việc của tụi em mệt phù đầu. Cho chị biết cô có vô không chị. Rồi thôi thì ở đây cũng giống như là cái tấm chân tình của chị Cúc gửi đến Dạ. quý vị bà con cộng đồng mạng xa gần trong cũng như ngoài nước, với cái lời đính chính rất rõ ràng là chị cũng không biết là anh Sơn đã tổ chức đám cưới, nhưng Dạ. mà nên bà con cộng đồng mạng cũng thông cảm cho chị Cúc. Chị Cúc cũng hoàn toàn biết, mà kể cả Minh Hoàng cũng không có hề biết luôn, tại vì chị Biết Cúc báo mới biết chứ còn tụi em cũng đâu biết, tại vì ảnh cũng đã qua bên kênh tụi em luôn. ghi hình, nhưng mà ở bên tụi em thì chưa có người nào mà để kết nối với ảnh cả. Dạ. Đó thì chị hỏi chú luôn nó chưa có đó. Rồi thôi coi như như cũng là một cái sự hiểu lầm chị ha. Thì Dạ hôm dạ. nay chị em mình ngồi nói chuyện đây thì chị cũng chân thành nói ra hết những cái gì ở trong nỗi lòng của mình, thì hy vọng các anh khác vẫn có thể liên lạc với chương trình để kết nối với chị Cúc. Nếu các anh nào thấy hợp thì hãy gọi ngay. Và mảnh ghép yêu thương cũng chân thành cảm ơn chị Cúc đã dành thời gian quý báu của mình lên mảnh ghép yêu thương để đính chính lại cái cuộc ghi hình vừa qua. Và cầu chúc cho chị sớm ngày đạt được cái sở nguyện của mình, tìm được một mảnh ghép thật sự đem lại hạnh phúc đến cho cuộc đời chị ha. Dạ. Rồi chị có muốn nói thêm gì không? Vậy là hết rồi hả chú?
Thì bây giờ chị có muốn nói gì, chị nói đi, em dành thời gian cho chị nói. Giờ chị cũng không biết nói gì nữa. Chứ hôm rồi chú để cái tựa ở cái tựa hôm đợt trước đó nha, cũng hay hay chú Minh. Hôm rồi chị gầu chị sợ để tìm chồng đâu nhìn nó ngại ngại. Không, bên Mà bên bên kênh tụi em làm có nguyên tắc chị, làm không có câu view câu gì đâu. Tụi em tôn trọng cô chú anh chị mà. ừ, chị đọc nghe Thật nó hay sự hay á. thật sự là muốn giúp cô chú anh chị có được một cái sự vui tươi vui vẻ ở cái phần đời còn lại. Nên tụi em làm việc không có gì lợi nhuận. Thì bây giờ chị có muốn nói gì chị nói đi. Thì qua vụ này nếu mà chị được có nơi chỗ như chị mong muốn á, thì chị cũng cảm ơn mảnh ghép yêu thương, cảm ơn ba ba em, gia đình được hạnh phúc, là mang được phát tài, chứ chị không biết nói gì hơn nữa giờ. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Thôi vậy bây giờ thôi là đến chính nhiêu đây cũng đủ rồi. Bây giờ chị cúp, chị chào quý vị khán giả đi ha. Rồi chị em mình kết thúc. Chào cô bác anh chị em, cộng đồng mạng trong và ngoài nước, một ngày mới được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Rồi trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. À, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào chị Cúc nha. À, Dạ chúc chị dạ mạnh khỏe nha. rồi, chú cũng vậy nha, khỏe. Dạ.